Rồi, cái đợt hàng của cuối năm 2023 âm lịch nó về tới rồi ha. Đây là cái tay cho các bạn nữ mà khuyết tay bẩm sinh, mất cho tới khuỷu tay, còn cái cùi chỏ còn một ít thôi. Đây, đây là cái loại găng tay làm sẵn. Rồi, và một đống những cái ngón tay, bàn tay và bàn chân. Đây, bàn tay này của một cái bạn nữ cũng khuyết tay bẩm sinh. Bàn tay rất là nhỏ nhắn, rất là dễ thương. Đây, những cái chi tiết này thì nó rất là chi tiết, nó rất là hoàn hảo. Còn cái găng tay làm sẵn thì những cái chi tiết nó cũng có chi tiết, nhưng mà nó sẽ không có được đẹp giống như là cái găng làm custom made cho từng người. Đây, cái găng tay làm sẵn thì nó sẽ không có được đẹp lắm. Nó cũng sẽ khá là đẹp nhưng mà nó không có sắc sảo giống như là cái găng làm riêng cho từng người. Cái chân của mày là cái bao chân làm sẵn. Những cái sản phẩm mà làm sẵn này thì nó có giá tầm khoảng từ 17 cho tới 25 triệu tùy cái vị trí cắt cụt. Còn đối với lại những cái sản phẩm làm riêng cho từng người thì nó có giá từ 30 cho tới 40 triệu cũng tùy theo cái vị trí cắt cụt.